Chào mừng các bạn đến với top 5 phim hay. Ghibli, hãng phim hoạt hình lớn nhất hành tinh, với mục tiêu làm phim dành cho tâm hồn trẻ thơ trong mỗi chúng ta. Top 5 phim hay xin giới thiệu đến tất cả các bạn top 5 bộ phim yêu thích nhất của Ghibli. Vị trí thứ 5, hàng xóm của tôi là Totoro. Đây được xem là một trong những bộ phim lớn đầu tiên của Hayao Miyazaki. Ông là đạo diễn, cũng chính là linh hồn của hãng Ghibli. Hiện nay thì bộ phim được xem là một trong những bộ phim được hoan nghênh nhất dành cho trẻ con và người lớn. Nhân vật Totoro thậm chí còn xuất hiện trên logo của Studio Ghibli. Câu chuyện của bộ phim khá đơn giản và dễ theo dõi. Về gia đình của Mai, chuyển về vùng quê sinh sống để tiện cho việc chăm sóc mẹ. Bối cảnh thiên nhiên là sức sống tươi mát trong mắt của chúng ta khi xem phim. Hai đứa trẻ gặp được thần rừng Totoro và những khoảnh khắc sống hồn nhiên vô tư. Câu chuyện kết thúc bằng chiếc xe buýt mèo của Totoro đưa hai chị em May đi thăm mẹ. Có ai đó hỏi tôi xem bộ phim nào đầu tiên của Ghibli để có thể cảm nhận được tâm hồn mình, thì tôi sẽ nhanh chóng cho bạn biết câu trả lời, đó chính là hàng xóm tôi là Totoro. Vị trí thứ 4, tác phẩm Mộ Đom Đóm là bộ phim được xem là ngược lại với bộ phim Totoro. Câu chuyện mang vẻ đẹp chắt lọc từ những nỗi đau. Đó là câu chuyện kể về hai anh em Seita và Setsuko, vừa là một định nghĩa khác về nhân tính, vừa là một tác phẩm mang tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tác phẩm này phản chiếu đầy ám ảnh những bom nổ, nhà cháy, người chết và làng mạc hoang tàn ấy. Thứ nghiệt ngã quá sức chịu đựng trong bộ phim chính là tác động của cuộc chiến ấy lên những đứa trẻ. Đời sống khó khăn trong chiến tranh không chỉ khiến cho Seita quay lưng lại với cộng đồng, nó còn buộc cậu bé phải tìm đủ mọi cách để sinh tồn. Trái ngược với Seita, cô em gái Setsuko là một biểu tượng cho phần ngây thơ trong sáng bị chiến tranh hủy diệt. Phim có kết cục thật bi thảm, cả hai anh em đều chết, để lại cho khán giả xem phim những cảm nhận khác nhau về chiến tranh. Chia sẻ phim hay, rất mong mấy bạn tìm và xem phim để cảm nhận được những cái tình cảm chất chứa trong bộ phim Mộ Đom Đóm. Vị trí thứ 3, Công chúa Mononoke. Mononoke Hem là một câu chuyện về cuộc chiến tranh không khoan nhượng, khi mà dường như không thể là một kết cục có hậu trong chiến tranh giữa con người và thiên nhiên. Nhưng đan xen giữa hận thù và giết chóc, đau thương và mất mát cũng là nổi bật lên những tình cảm đầy ý nghĩa và tuyệt đẹp, tựa mối tình của Ashitaka và San. Thiên nhiên và con người cùng tồn tại song song một cách tự nhiên. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải xem bộ phim Công chúa Mononoke này để có thể cảm nhận được những tình cảm và cũng như là những cái việc mà con người đã tàn phá gây hại cho thiên nhiên. Chúng ta cần phải ngược lại, chúng ta bây giờ phải dành trọn tình yêu cho thiên nhiên và cải tạo, biến thiên nhiên trở thành bạn của mình. Rất mong quý khán giả cùng các năm phim hay có thể trải nghiệm được xem qua bộ phim này, vì bộ phim này rất nhiều giải thưởng và đạt giá trị rất là cao, APM có thể lên được 8.5. Vị trí thứ 2, bộ phim Tòa Thành Di Động của Hon. Gần giống với nguyên gốc truyện, phim Lâu Đài Di Động của Hon kể về cô thợ làm mũ Sophie. Cha đã mất, cô phải điều hành cửa hàng mũ của cha. Tình cờ cô có cơ hội gặp mặt được pháp sư Hon bí hiểm và bị kẻ thù của Hon yểm bùa biến cô trở thành bà lão. Lời nguyền còn ngăn cô không được tiết lộ sự thật này cho bất kỳ ai. Sophia không còn con đường nào khác đó là bỏ trốn và tìm cho mình cho được Hon để hy vọng được giải lời nguyền đáng sợ. Trên đường đi, Sophia gặp rất nhiều thử thách, làm quen và nhân vật bù nhìn đầu củ cải rồi trở thành người quét dọn trong lâu đài bay của Hon. Và rồi rất nhiều khó khăn và sự bí hiểm với tính cách con người, số phận của vị pháp sư Hon dần dần được tiết lộ và hóa giải, cùng với tình yêu dần nảy sinh giữa hai nhân vật. Sự thân thành giản dị của Sophia đã giúp cho Hon tìm được con đường đi và giúp cho anh vượt qua rất nhiều khó khăn. Cuối cùng, với kết thúc tốt đẹp,
sau kia cũng hóa giải được lời nguyền trở lại với dung nhan thật của mình. Bộ phim được đánh giá rất cao của giới chuyên môn cũng như là đạt rất nhiều giải thưởng trong ngành liên quan phim truyền hình quốc tế. Rất hy vọng khán giả sẽ đón xem và cảm nhận được bộ phim này. Vị trí thứ nhất, Vùng đất linh hồn, Spirit Away. Phim được phát hành vào ngày 20 tháng 7 năm 2001, trở thành tác phẩm điện ảnh thành công nhất trong lịch sử Nhật Bản và doanh thu lên đến 283 triệu Mỹ Kim trên toàn thế giới. Xếp bộ phim vào danh sách phim xuất sắc nhất thập niên 2000 và một trong những bộ phim hoạt hình vĩ đại nhất thế giới. Chính vì lẽ đó, tôi không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì về bộ phim và chỉ trình bày sơ qua câu chuyện của Orino Chihiro, là nhân vật chính của bộ phim, hay còn gọi là Sen. Sen là một cô bé 10 tuổi luôn luôn buồn chán, bị mắc kẹt ở thế giới của những linh hồn và ma quỷ sau khi bố mẹ và bị cô phù thủy Chupapa biến thành heo. Chihiro buộc phải làm một công việc tại nhà tắm công cộng của Yubaba để tìm cách giải thoát bố mẹ của mình và trở về thế giới của loài người. Nếu ai chưa từng xem bộ phim này, tự nhiên mấy bạn nên xem để dành ra một khoảng thời gian ngắn để cảm nhận về cuộc đời của mình cũng như là những cái chất hay nhất của bộ phim. Top 5 phim hay, xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Hãy nhớ subscribe để nhận được thông tin và những cái video clip tiếp theo của Top 5 phim hay gửi đến mấy bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn.